Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình có khách nha các bạn. Mấy anh em ở Vũng Tàu xuống giao lưu chơi với mấy anh em mình nha các bạn. Thì hôm giờ cũng cho hay trước mấy ngày các bạn. Mình chuẩn bị đồ. Đây rắn nè. Hôm giờ chuẩn bị giờ còn được 4 con nha các bạn. Hai con hổ hành, con hổ ngựa, con hổ hào. Rồi chuột nữa các bạn. Sáng là mấy anh em cũng mới đi thăm chuột về thế nè. Được 7 con cúng nhung. Bây giờ đang chuẩn bị thả câu chai cá tra ở sau nhà nữa các bạn. Kiếm con cá tra nấu lẩu mắm nữa. Ồ hung nha. Mấy anh em cũng sắp xuống tới rồi các bạn. Đã điện cho mình hay chắc khoảng tiếng đồng hồ nữa tới. Giờ tranh thủ coi thả mấy câu chai rồi có cá tra chút mình làm lẩu mắm. Cá chê trắng hôm qua mình chừa lại nha các bạn. Đây. Còn 5 kg cá lớn các bạn. Chê trắng đóng đá. Vậy là chắc cứu luôn á. Giờ để chút cá chê trắng thì nướng. Chuột mình cũng nướng nồi nha các bạn. Trời mưa này chua. Mình phải nướng than rồi. Rồi mấy cái câu chai mình để kiếm cá cha lên nấu lẩu mắm nha các bạn. Ở xíu mấy anh vô vừa luôn rồi. Sáng giờ mưa quá bạn ơi. Tại mưa quá nước ngập ruộng á. Cho nên là cái máy bơm người ta bơm suốt nó hơi ồn. Mong cô chú anh chị và bạn xem thông cảm cho mấy anh em nha. Bây giờ mưa nước nó lên ruộng dâng cao quá người ta phải bơm nước ra các bạn. Rồi cá nè. Đó. Ok. Bơm nước ra trên ruộng nó rút xuống cá dữ lắm. Dưới nào? Dưới nào? Buổi sáng cá mình dễ ăn lắm. Thả mấy chai có dính rồi bạn ơi. Buổi trưa khó dính chứ buổi sáng là dễ dính lắm. Mong là cá bự nha, chứ dính là nó động dữ lắm à. Nhẹ nhẹ thôi đen ơi. Động quá mấy con trai kia nó không ăn. Phải con bự rồi được, con nhỏ là phải chờ mấy trai kia nữa. Đưa từ từ nó lên đen ơi, đưa lên xuồng luôn đen ơi. Có cá bự đen ơi. Bự đó dịch dẹt ra. Rồi. Rồi. Con làm rồi. Rồi con nói được rồi đen ơi. Dư luôn rồi. Rồi cuốn mấy chai kia luôn đen ơi. Để thôi là nó dính từ lô hộp vô luôn á. Cái ta tà bá luôn các bạn ơi. À dưới mấy bà ký à? Nó 3 ký. Con này 3 ký. 3 ký tiền luôn. 3 ký luôn. Cái chai đó nó ngồi vô trong nó luôn quá. Sao? Lấy lên hết đi đen ơi. Rồi có hàng. Nó lẩu mắm. Lẩu mắm là tới lẩu mắm luôn á. Con này 3 kg khỏe ghê luôn. Trên con này trên 3 kg. Trên 3 kg. Trời bá lửa luôn các bạn ơi coi à. Hết biết. Mới thả xuống chút xíu lụm liền. Mới sáng sớm mà. Buổi sáng nó dễ ăn lắm, con này hơn 3 kg bạn ơi, dày lắm. Dễ dàng căng. Rồi. Dãy, dãy cái gai luôn. Đây, cây nhà lá vườn luôn. Chuẩn bị bông súng nè. Rồi tao nhúc, rồi muốn một bình. Cá đỏ quá. Nói vậy cho dưới cũng trên cặn đồ thả xuống là cũng ăn phè phè luôn á. Nu ha. Ừ, nu rồi. Bụng cho bá luôn. Đây, chuột. 7 con cúng nhung. Với 6-7 con chuột cơm vậy các bạn ơi. Chuột mình cúng nhung mình lột da nha các bạn.
Nay trời mưa ốp nồi chỗ nào đây không biết. Đưa than vô nồi luôn nha. Dở chuột gà quá. Đây, cù nèo tái tượng nha các bạn. Bên đây cù nèo nèo rừng bên đây. Nèo rừng thì cái lá nó nhỏ nha các bạn. Bên đây cù nèo tái tượng nè. Cái lá chà bá vậy nè. Hai cái khác nhau nha các bạn. Nè. Lá nó bự dữ lắm. Rồi qua tới này. Cái cọng nó cũng bự nữa. Còn thằng nèo rừng thì nó lá nó nhỏ. Cái thằng này nó nhỏ nguyên bụi uống nước mát gan được nè. Nó uống nước gan. Rồi giờ cổng rồi đem lên coi. Non không ha. Đó, cái này tôi tưởng. Cái cọng nó nhỏ xíu rồi nè. Nó nhỏ mà cái lá nó cũng nhỏ nè. Nèo rừng chứ. Mấy bông mớp này hơi hái mấy bông mớp luôn nè. Mớp này nhúng vô ăn thơm lắm. Giờ mớp mình tàn rồi các bạn ơi. Giờ nó mọc ra vàng ở ngoài trước nữa. À đây, à, mấy anh em cũng mới vô tới nha các bạn. À, xe lên, mấy anh em đi xe lớn 16 chỗ cho nên đậu bên sông bển. À, mình phải chạy vỏ ra đón. Đây, phải anh ba. Đây anh vợ của mình nha các bạn, anh thứ ba. Thế em ơi. Đâu quá. À. Chào anh. Vợ nhỏ phải chở tới ba đợt mới hết nha rồi. Với mấy anh chị em đi vợ nhỏ cũng không quen á nên là rồi hello cả nhà ơi. Hello chào cả nhà, miền Tây chào mấy bạn miền Tây ha. Trời ơi đúng chào chào miền Tây đi. Chào chào anh em. Đây chuột mình ốp sa tế nha bạn. Đang chuẩn bị làm cái lẩu mắm canh ra. Ok, hết nè. Còn cá trà, cuối cùng cá trà cái hai dĩa trà bá thịt luôn đó mày. Chuột. Đây, nồi nước mắm nha các bạn. Mắm mình mới nấu mình lượt rồi. Đây cá chê trắng đang nướng nha các bạn. Nướng cái nồi chiếc này bỏ than chổng luôn rồi. Trời mưa quá không có củi nha. Hết củi. Canh canh như quế kỹ kỹ nha. Cho đó nó nóng dữ lắm à. Đây nè, nhóm lên cái đi. Khói hơi nóng. Sao không băng nó ra cho nó đều xung quanh. Nó ra cháy nó chạy chút xíu không băng được. Chưa gì. Đây rồi. Rồi anh Tân. Anh như là giờ được nhiều nó nóng dữ lắm. Bỏ vô về đâu. Giờ đâu có gì đâu. Về 8 giờ sáng mai gì. Giờ tiếp tất à. Quay nước miền Tây á. Hai dĩa cá hoành tráng nha các bạn. Đây, đang đang làm mắm me chấm cá chê nướng. Còn cái nồi thì lẩu mắm của mình đã xong rồi các bạn. Giờ múc ra lẩu thôi. Cái lò nướng không chín nổi các bạn ơi. Bỏ than vô đó mà ít quá. Tại nắp lại nó dễ tắt lắm. Mà hở hỏng ra thì nó không có hơi. Cho nên mấy anh em nướng dĩ luôn rồi. Con
chuột nhỏ xính rồi không ơi, khô xính rồi. Ừ, nó tại nó mở nó xính xính rồi. Mấy con này chấm nổi nè. Có hai con lên thôi đó. Lên đây. 5 phút siêu bơm tiếp. Gấp hai con bự qua đây rồi. Bỏ lên trên luôn đi, gấp lại. Rồi bưng dĩa lên luôn em ơi. Xử mấy này trước đi. Xử mấy này trước đi, mấy kia về tính tiếp. Đi ngồi. Bỏ bên kia đi. Lên tâm lên luôn đi. Rồi mình lên luôn đi. Lên lấy gai đi rồi. Xíu rồi xả rồi lên anh ngồi. Bây giờ anh em mình dũng tàu. Rồi đây xong 7 xong 6. Giao lưu với lại anh em ở phương miền Tây. Như là anh em cũng dũng tàu cảm ơn. Hương cũng tiếp đãi nồng hậu. Trời quá ngon. Anh qua đây ngồi anh. Hôm nay đại gia đình quá xá luôn các bạn ơi. Đúng quá đông rồi. Rồi vô đi. Rồi xin mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà cùng phương miền Tây luôn nha. Rồi, mấy anh em ăn tự nhiên nha. Rồi mời cả nhà dùng nha. Rồi, bỏ cá vô đi, cá đi lẩu sôi dữ rồi. Lấy con gì cá qua đây nha. Rồi, bây giờ mình đi không dán quà, không biết dán đâu. Rồi, cái chục mình ăn trước đi cho nó ngon. Để rồi ăn thấy ngon không? Với cá chê á. Chục chấm muối ớt. Làm bỏ vô muối ớt qua đây chấm chấm với muối ớt lên nào. Chấm chấm muối ớt cá chê và chấm mắm me. Sẽ lau lần luôn. Thả nó ăn sôi bỏ vô cái đó. Cho mấy miếng chanh thật ăn. Rồi đây nhảy nó luôn đi đây. Đây, trả luôn. Cảm ơn đeo. Quá. Tu lão quá. Mát mát ha. Đây là đại gia đình mấy anh em ở Vũng Tàu không nhé các bạn. Có ông anh, anh vợ mình, ông anh thứ ba với bà chị thứ ba. Còn đây là mấy anh em bạn của ông anh của mình. Người ở Vũng Tàu không à. Đây là dân tài xế không à. Tài xế không. Tài xế qua mai không à. Tài xế là vậy á. Đang tài xế lái xe qua mai các bạn. Người nào ở Vũng Tàu thì chắc biết xe qua mai mà phải không anh ba? Đúng rồi. Cái chạy đậu đậu dữ. Cũng được không? Nè anh Hiệp ơi. Lại đây Hiệp ơi. Nhớ rồi. Nhiều bởi giờ, nãy giờ thiếu tiếng của anh Hiệp mà. Sống mà Hiệp vợ anh Hiệp á, học thôn. Sáng sống vợ nữa. Rồi cứ ăn mấy này. Gấp cái này qua đây nhiều cái anh em ơi.
dừng cho anh em ơi. Nói đi. Rồi, một, hai, ba, vô. Mời cả nhà. Chị hả? Anh ăn chuột chi? Ông dưỡng, 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 bỏ qua không bằng chùi thôi. Cũng không, cũng không. Gà bì. Ừ. Mẹ có cái hũ mới ớn đâu. Chưa lên. Cũng là cái đó. Trời ơi. Có tô mới ớn. Gà không? Em bỏ cái hũ mới ớn. Bỏ đâu. Thôi, thôi, thôi. Cái này nè. Một cắn một cái ngập mồm á. Trời ơi. Chảy hả? Nên đi chém mới ớn hả? Ừ. Bỏ vỏ. Trời ơi. Đúng rồi. Nó ngọt. Đây. Đây. Bị dịch quay nữa nha quay. Bữa mấy anh chị em mua vô heo quay. Quay luôn. Mình giữ chữ buổi chiều nữa bạn ơi, còn rắn này kia nữa. Chiều rắn chắc mình thèm măng quá. Rồi, hai anh em mình ha. Hai anh em mình cái ha. Ừ, để mời cả nhà cái hả? Vô vô mấy mấy anh ơi. Đây đây anh nha. Anh ơi. 1 2 3 vô. Phương cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Anh Hiệp ơi. Rồi ok. Rồi vậy là hai anh em mình ha. Rồi. Dùm tấm ơi, trời ơi, đứa nào mắt luôn nè, trời đất ơi, đứa nào mà chịu nổi. Xé luôn anh Phương, xé luôn. Xé luôn, xé luôn. Xé luôn. Người miếng 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 nhạc. Đào lên, đào lên, xé luôn. Trời ơi, cắn là không ngon. Bắt khó luôn. Chắc ra là hết ngon rồi. Đúng rồi. Đó, khăn giấy đó anh. Xé mỏi mà vừa ăn vừa mỏi luôn. Nè, 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 em ăn miếng rồi, cho... Em gọi chiến đồ à. Đổ cái chén rồi. Rồi cả nhà nha. Trời ơi, thứ này chịu cho nổi nè. Có cà đá đâu thì bệnh á. Lấy đây, lấy đây, quay cho bụm mà. Dạ có rồi, có anh Dũng. Anh Tâm, anh Tâm. Có anh Tâm. Ngon xé ra. Để anh lấy cho. Em ăn nhiều vô nha. Cái nào em? Cái chơi bể mặt đó nghe. Rồi xé đi. Ông lưng thôi, đâu có thấy đó gì đâu. Mấy cái này dần dần là đất đặc nè, em bể. Đúng rồi. Chơi giờ cái tự động dài thiệt chứ. Vô kìa. Rồi còn cá cha quá nhiều kìa. Bỏ vô lỗ đi chín ăn. Từ từ, từ từ. Đó là cái đó là tại nó còn sống, bỏ vô gì nè, làm sẵn đó bỏ vô luôn đi. Nó mau. Bỏ thịt thịt qua bên bên cho mấy chị kìa. Để luôn mấy đâu. Để qua cho đen nè. Đen, bị nè. Rồi hai anh em mình cá em đó. Chấm rồi. Rồi vô đó đi, anh cho chín đi. Đây anh vợ mình nha các bạn. Rồi chào cả nhà luôn nha. Té bây giờ. Thẳng anh xuống thăm bà xã với y tai nạn các bạn. Rồi rủ với mấy anh em rồi xuống đây giao lưu chơi với nhóm Phương miền Tây luôn. Đây, Phương cũng xin mời cô chú nha. Các bạn. Buổi trưa này chủ yếu là ăn đi nha, tối mới chiến tiếp nha. Cái tô để anh thêm thịt ăn chứ không? Đây 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 đây. Thôi heo quay đựng dịch hai miếng thôi, hai miếng. Thôi heo quay vậy. Heo quay đựng dịch. Tô đầy hết rồi anh. Em ăn hết rồi. Kìa. Ăn thêm còn nhiều lắm. Nhiều lắm á. À. Ở một ra bụng bữa nay ốm không ta? Thì đúng rồi, bữa nay nhìn nó khác rồi. Cơm đây đây bán
anh ngồi trong xe còn bị dính lên. Ngày mày mấy anh ngồi trong xe hơi bị dính nè. Vô vô nè. Hai ba giờ đi. Ba. Ở đây mình là huyện gì ở đây là xã Phi Thông huyện á. Xã Phi Thông. Đây duy nhất cái xã này mới trực thuộc của thành phố nè. À một xã một hả? Chứ thường thường xã là xã làm huyện không ạ? Xã thì ở huyện thôi. Giống như Long Sơn vậy. Chỉ có đúng xã đó là Phước Tỉnh gì? Phước Tỉnh ở đâu có của Vũng Tàu. Mà thằng Long Sơn là của Vũng Tàu. Đúng rồi. Vậy á, xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu. Cũng như thằng Phi Thông là xã Phi Thông của thành phố Rạch Giá. Đúng rồi, nói vậy á. Hiếm lắm á. Thành phố mà còn cái xã là hiếm lắm. Cái này lâu nổi tiếng luôn nha. Thôi giờ định cho anh lâu nổi được cái mà em ăn thịt cá để anh uống với lại quế với lại đen cái. Bỏ mới qua đây rồi anh cảm ơn. Chơi này mà mình chơi trọn vẹn được với lứa chiều hôm nay là cũng nhờ anh Long á. Hôm nay là công lao của Long hơn nhiều. Long không có Long để cho qua cậu. Không có Long đâu cho xe qua cậu. Đá bia ta. Nhà anh Long ơi. Nhà anh Long. Cuộc chơi này nếu mà được dễ toàn là nhờ công của anh Long nhiều. Long lên xe anh Long ngủ. Nó mà nấu chua cái nữa. Nói nhiều bỏ vô nấu bên chua á. Hơn chua. Cái lá mè tây á, nấu vô á. Rồi giờ mấy anh em đi thăm lúa nha các bạn. Kiếm cá chiều nấu cơm ăn. Này vui quá. Kiếm cá ở nhà này, cũng có rồi mấy anh em kiếm thêm. Ôi cha. Vô. Trời ơi. Dậy không? Không có gì hết trơn. Chơi nữa. Cái gì? Chơi nữa. Sáng được 14 kg rồi, hôm nay còn cái chơi nữa. Ôi trời. Vậy thằng này nó lai Mỹ hả? Khó quá. Sớm nó chơi trắng này. Dưới thầy để chơi lai. Đâu mà nói nó lai Mỹ. Buồn đảo ta. Ủa còn mấy con ốc kia phải ốc bùn anh? Ốc bùn vàng á. Bùn vàng cũng không. Ôi trời. Ốp. Nóc. Cái lóc. Buồn đá ta. Hai cái lóc. Trời ơi, là khò tiêu ha. Má, giết người giết người. Khò tiêu. Ngon quá. Phép mở 350 mình thành nó mua. Trời ơi, thành thái vô. Ngon lành luôn. Trời ơi, chết rồi. Ngon lành cành đào. Ba lạng của anh Tư. Cái con không anh ơi? Cái lúc ở đây. Con đừng không được chăm ra nữa bà lạng. Đó, con lớn hơn nữa. Ba rồi. Ba em cú dội. Thải này nè. Bậy. Thải cái đầu kiến kia đi. Thải cái đầu kiến kia nhỏ kìa. Còn cả chốt này á, là tao nói với mày kho tiêu á, là ghiền luôn, sen chi luôn. Cái con này nè. Đâu, con nào? Chốt mà. Chốt mà. Ông tài gõ cửa. Ông táo. Giờ con lâu kiến luôn. Rồi, mấy mẹ con ngon quá. Đầu kiến nữa ha, hấp xả nữa, trời đất ơi, thứ gì chưa. Chiều nay có mấy cái mẹ kho đã nên Vũng Tàu nữa rồi. Mẹ này thôi anh em. Cái chép là bỏ vô, bỏ miếng nước vô, về thả hầm. À, thả lại cái ao á ha. Dạ.
Chào sáng bơ bơ nãy bơ bơ hồi không phải phải cao ở đằng sau á. Trời ơi, bò kiến à. Bò kiến này nhỏ quá về nuôi. Nhưng mà em thấy ốc bươu em phải nha. Vàng nhưng biết mà thấy ốc bươu kiểu này ngon quá. Ôi. Ôi trời ơi, ốc bươu to quá chứ to. Rồi, rồi, nãy cho nướng rồi. Vô rồi Đen ơi, vô khúc luôn rồi. Vô khúc rồi. Đen ơi, tại ốc bươu không rồi Đen ơi. Trời ơi. Trời ơi, ốc bươu rồi. Bù ni, bù ni, bù ni. Cái này được con cá lóc nữa nè. Cá lóc đã. Cá chê chết rồi. Chê chết vụ ra ngoài. Đây mất hạnh. Những cá lóc đã. Đúng đồng luôn ha. Đúng rồi. Nó rạc luôn đó. Rồi coi vừa nha, trắng cái coi. Ủa, cá lên. Cá lên, nó nhảy rồi. Trời. Đi ra mà xả. Cái gì cũng ngon. Cá lóc nữa hả anh Tư? Lóc cá lóc khô khô được rồi. Lóc lọc kiến nhiều dữ ta. Lóc cái chê kìa. Không. Có con mặt quỷ hay gì á. Con cái chê nữa. Cái trắng. Bù kìa. Đó, thấy lóc đã không? Đừng lấy mỗi tối nắng. Ôi, chê quá kìa. Vũng Tàu độ. Vũng Tàu độ. Có lóc nữa rồi. Có lóc khô rồi. Úi dồi ôi. Rồi hôm qua mấy em mới thăm mà bữa nay có nữa. Ôi. Đôi luôn. Lóc cá chê. Chê. Trời ơi. Đó là bữa ra. Ôi dồi ôi. Có cá chê luôn. Ôi chê hai em luôn. Đồ động luôn nha. Đồ nuôi. Chuyện nhảy anh em tên. Nhìn không. Ok. Chuyện cá lóc nó nhảy á. Tao kiến này hấp xả 1, 2, 3, 4, 5, 6 con cá lóc mà để bơi thôi không cần trọng nữa nhảy với nó á để kiếm cái xô mới được con nước nó nhảy á ở nước nhảy đâu nhảy con nhảy đâu thôi nhảy được đâu có nước không nhảy được. Lại nè. Còn cá lăng. Còn cá lăng chà bá luôn. Hết không cá lăng à. Mày câu dính một cái đã trời. Nó ngại bự gì. Hiếm. Chắc nó về, cái này cá về. Cá lăng kiến hấp xả. À, nhiều cá hả quê. Hấp xả. Hấp xả. Hấp xả. Hấp xả. Trời ơi, con cá. Con mặn nó xong anh tạo cái cục xả vô trong cái bụng đó. Con cá chê nó dài 2 gan á. Đây hái thêm ít rau nha các bạn. Tao muốn nè. Đang tao muốn rồi nhúc. Hái đang chiều mấy anh em nấu canh chua ăn cơm. Canh chua với luộc luôn. Đây. Trời ơi trời. Dữ gì đang. Ăn gì phải, hết. Yêu cầu mình cứ làm theo yêu cầu. Món cá lóc kho khô nữa là được rồi. Để tới tối rồi tính sao. Tối mấy anh em đi săn đêm mày làm món rắn nha các bạn. Nãy cũng làm 4 con rắn rồi. Đây. Nhờ đừng có cá lăng với mớ cá lóc thôi. Còn cá chì vàng. Anh em ở này hơi kho khô nha các bạn. Kho khô ăn với rau luộc rồi nè. Rau muống thì mình nấu canh chua với
cá cha. Còn lấy thêm mới chi trắng lớn lớn làm nấu ăn chua luôn, ăn chua chung với cá cha luôn. Hỏi vui đủ là nó nhiều quá. Ba con nó nấu ăn chua chung với cá cha luôn. Rồi, mấy anh em bây giờ cũng cũng còn làm sơ sương vài ly nữa các bạn. Tới giờ này còn chưa tan xong nữa đó. Thì giờ mấy anh em chuẩn bị chút nấu cơm. Xong rồi ăn cơm chiều nhé các bạn. Rồi tối cái mấy anh em sẽ đi săn đêm với món rắn, mấy anh em tối làm thêm tập nữa. Thì thôi, sớm giờ mấy anh em vô đây mình cũng có làm vài món để anh em giao lưu rồi mấy tiếng hồ rồi đó. Thôi rồi đó, video của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc. Giờ xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Đây tới tối mấy anh em đi săn, Phương sẽ quay để làm cái video tiếp theo cho các bạn xem.